Thì anh Jimmy anh Long, ủa Anh sao bây giờ trong stock market nhiều mấy coin mà nhường chó chó mèo cũng có em quá, ơi, chó mèo cũng có có, con rắn cũng có nữa. mấy cái coin nó lỡ, nếu mà mấy cái coin nó gì sẽ compete với lại Dogecoin năm nay được không? À, vậy nói là bây giờ nhiều con trên thị trường, chó mèo gà cũng có hết, nhưng mà làm sao Dogecoin có thể cạnh tranh với những con đó, đúng không? Đúng. Rồi Long trả lời trước đi Long. Nói chung là hiện tại là Dogecoin là cũng đứng đứng đầu 11 đồng tiền trên thế giới rồi, mới có một năm thôi mà đã lên hình thành như vậy rồi. Và hiện tại Dogecoin là cũng nằm trong một cái coin Tesla Accept. Thì đối với Long, theo cái cách mà cái mind của Long mà trong cái business đó, thì Long nghĩ là Dogecoin sẽ không có cạnh tranh về cái vấn đề là Dogecoin chỉ là một cái đồng tiền duy nhất trên toàn thế giới sẽ rất là tốt để đầu tư, tại vì nó có một cái real utility cho thật sự, chứ không phải là một cái coin mà nó pump and dump. Có rất là nhiều ở trên thị trường hiện tại, nó cũng giống như trang Dogecoin nhưng mà nó pump and dump. Còn cái này á, là nó có real utility của từ Tesla đã chấp nhận vào cái website của Tesla. Thì trong tương lai Dogecoin sẽ hình thành một cái coin là cho toàn thế giới xài hàng ngày, để shopping, mua sắm, ăn uống và mua xe cộ. Nói chung là nó sẽ rất là kinh khủng, Long không thể nào mà diễn tả được. Đó là một cái cách, đó là một cái dự định của Long. Thì Long nghĩ Dogecoin sẽ là một cái Dogecoin, không có Dogecoin thứ hai. Với lại là em biết đó, là có rất là nhiều cái coin trên thị trường, chó mèo gà hay là thậm chí coin từng đô la để cạnh tranh với Dogecoin, nhưng mà thường thường người ta nói câu đó là gian thì không sợ lửa đó đó, ta không thể nào thắng tránh được. Mình nói cho vui thôi, thì thực sự Dogecoin nó là original, thủy chung á, original nó cũng sẽ vượt trội hơn những cái copy. Nói chung là cũng sẽ có sometime thì cái original nó cũng có một vài trường hợp original sẽ không bằng những cái phần copy, nếu mà cái copy đó nó innovate. Nhưng mà thực sự ra là đa số đa phần cái original lúc nào nó cũng thắng cả. Thì quý anh chị thấy trong thời gian vừa qua đó là Dogecoin nó không phải là một cái đồng tiền, nó là một cái movement. Movement là như thế nào? Là một cái đồng tiền, một cái service, một cái product nó hơn là bản thân của nó. Cho nên quý anh chị thấy đó là cái cộng đồng của Dogecoin ngay bây giờ đó rất là bự, các thấy không? Rất là bự. Nhưng mà cái toàn bự thế giới luôn. Bự là một chuyện bình thường, nhưng mà nó rất là đam mê, rất là passion. Đam mê giống mình nó rất là passion, muốn cái đồng tiền đó trở thành một cái đồng tiền của con người để dùng. Và cái đó là một cái điều tuyệt vời trên cái thế giới này, đúng không? Ai cũng dùng cryptocurrency, dùng bằng Dogecoin để xài, thì cái đó là cái điều mà người ta muốn nó thấy nó thành hiện thực. Những cái coin khác á, nó làm ra giống chị mày nói đó, là nó làm ra vì lợi nhuận riêng của bản thân của họ. Dogecoin đến thời điểm này nó không có vì lợi nhuận riêng nữa, những người founder bỏ đi hết rồi, lợi nhuận gì nữa, đúng không? Đúng rồi. Cho nên á, là nó là một cái đồng tiền phi lợi nhuận hiện tại ngay bây giờ. Có thể là mình đầu tư mình có tiền, nhưng mà những cái người chính á, nó tạo ra đó, nó không phải là tạo ra vì lợi nhuận, và nó chế thành một cái quỹ từ thiện hiện tại ngay bây giờ là foundation đó, để hỗ trợ cho Dogecoin. Bạn thấy không? Và theo nhận định á, không có lý do gì mà một cái công ty mà giàu nhất thế giới về xe bỏ vào công ty Tesla mà chấp nhận Dogecoin. Nếu mà nó không có tương lai thì chắc chắn Tesla sẽ không bỏ. Với lại Long biết là bây giờ Dogecoin là đã nằm trong top 10, top 11, 12 là đã bật tỷ rồi. Những con khác nó chỉ là chịu thôi. Là chịu thôi, là nhói siêu à. Nói chung là Dogecoin có những cái fan cứng lắm. Nói Đúng chung là rồi. Tesla bỏ vào nó sold out Đúng rồi. những cái hàng của Tesla rồi. Immediately luôn. Thì Cái đà nó coi, cái đà nó thì coi. nói chung mấy 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 anh chị mà đã coi cái video thì chưa mua Dogecoin thì nên mua một chút đi, bỏ mất công FOMO nữa. Giá hiện tại rất là rẻ. Ok, nhưng mà Long nói đây là không phải là lời khuyên đầu tư nha. Không phải lời khuyên đầu Nhưng tư mà nha. Long nói cho vui thôi, tại lỡ mất công xong rồi nó tiếc quá thôi. Nói chung là mua một đồng hai đồng cho vui thôi. Nhưng mà Jimmy không phải là financial advisor, Long cũng không phải, nhưng mà chỉ chia sẻ để cho quý thị của chị tham khảo đầu tư nha. Nhưng mà rất là khó những cái con khác có thể cạnh tranh với thằng Dogecoin. Hãy nhớ đầu tư thông minh. Ok.